Phía sau thành công của nữ doanh nhân khai sinh ra thương hiệu Miss Áo Dài Dương Thanh Thủy là cả một thời thơ ấu nhiều cơ cực. Đôi bàn tay này khi chỉ mới 3 tuổi đã phải làm nhiều việc chân tay, từ rửa chén, lau nhà, vá quần áo đến giúp việc cho nhiều người. Chị tâm sự, có lẽ những công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn ngày xưa đã giúp chị rất nhiều cho bước đường đến với chiếc áo dài của ngày hôm nay. Cũng là sự tỉ mẩn và thói quen chăm chút cho từng sản phẩm của mình. Những ngày đầu khởi nghiệp, Dương Thanh Thủy bị phá sản, không còn một đồng trong túi, phải đối mặt với sự cô đơn. Nhưng có lẽ cuộc sống mồ côi đã rèn giũa cho chị sức chịu đựng và tinh thần vượt khó. Đến giờ, không ít người biết đến Dương Thanh Thủy như là nữ tỷ phú áo dài và người góp phần mang di sản văn hóa Việt Nam, nét duyên dáng của chiếc áo dài đến với nhiều nơi trên thế giới. Để mà tạo dựng được một cái thương hiệu Miss Áo Dài ngày hôm nay thì phải trải qua rất là nhiều khó khăn. Và điều rất lạ là chị đã chọn là Nhật Bản là đối tượng khách hàng chính của mình, trong khi là chị đã biết là khách hàng Nhật Bản rất là cực kỳ rất là khó tính, và để chiều được lòng khách hàng Nhật Bản không phải là đơn giản. Như vậy là chị đã có những cái bí quyết như thế nào? Đối với người Nhật á, thì cái tính cách của họ, họ được rèn luyện hình như là cái truyền thống của người Nhật Bản rồi. Người ta làm cái gì người ta rất là có trách nhiệm với sản phẩm của người ta, và người ta có trách nhiệm với khách hàng. Và cái điều ngược lại, người ta cũng muốn rằng sản phẩm người ta mua thì cũng người ta cũng phải được phục vụ tốt. Thì để chinh phục được khách hàng Nhật thì mình có rất là nhiều cái kỹ xảo để chinh phục khách hàng Nhật. Đối với người Nhật Bản, nếu họ tới đây họ may áo dài thì nếu 2-3 tháng sau mà họ có cái trục trặc về cái áo dài đó, họ chỉ gần gửi một cái mail qua đây thì ở bên đây là cửa hàng, là công ty mình là dở cái sổ ra coi cái khách hàng đó tới đây ngày mấy, tên gì và mai giải cái loại giải nào, kích thước như thế nào. Và người ta khi người ta gửi mail qua, người ta nói là có thể người ta nói là người ta bận chật quá, hoặc người ta nói là cái áo đó nó bị nhăn chẳng hạn, thì mình trước tiên, cái điều trước tiên là mình may một cái mới mình gửi về cho người ta. Rồi sau đó thì mình từ từ mình giải quyết cái chuyện mà trục trặc sao. Từ cái kiểu kinh doanh như vậy mà mình đã chiếm lĩnh được cái niềm tin của họ. Và thậm chí có khi họ bên Nhật á, họ gửi mail qua đây, họ đưa số đo và mình may xong mình gửi qua bên đó. Có vẻ như từ sự cố với khách hàng nhỏ nhỏ thì mình còn có thêm những cái kinh nghiệm để mà hoàn thiện thêm cái dịch vụ của mình. Thế nhưng mà rất là nhiều khách nước ngoài khi mà đến Việt Nam thì họ lại có rất là nhiều cái lựa chọn, chứ không phải chỉ riêng Miss Áo Dài. Ví dụ như họ có thể đến Hội An hay là đến một nơi nào khác để có thể may hoặc là mua một chiếc áo dài. Nhưng mà chị đã tạo cho mình một cái sự khác biệt như thế nào để có thể thu hút được khách đến với mình? Có những cái khách đó là người ta ghé đây 4 tiếng đồng hồ người ta vẫn may được cái áo dài. Còn nếu người trường hợp người ta có nhu cầu mà người ta không may kịp đi chăng nữa thì ở đây sẵn sàng gửi tới chỗ luôn em. Và thậm chí là thí dụ khi gửi tới chỗ đó xong rồi khách bận vừa rồi họ mới bắt đầu họ chuyển họ tiền họ trả cho mình. Thì coi như là nếu trường hợp mà mình kinh doanh như vậy á, thì cái yếu tố rủi ro nó cũng cao. Thí dụ chẳng hạn như mình gửi cái món hàng đó về bên kia mà nhưng mà người ta không hài lòng, người ta không trả tiền thì mình mất. Nhưng mà điều khách Nhật thì chưa thấy trường hợp đó. Thứ hai thì em bán được như vậy thì cái giá em cũng cao hơn, thành ra bù qua sức lại thì nói chung là cũng tốt đó. Còn thí dụ chẳng hạn như em đi vào cái hệ thống của trạm dừng chân Mekong Restop hoặc Hải Vân Restop, trạm chịu chuỗi dừng chân của tập đoàn, thì trong đó đều có một cái quầy mỹ nghệ của Miss Áo Dài cũng bán tất cả các thứ như thế này, bán giống như vậy trong một cái trạm dừng. Và thí dụ em tới Mekong em đặt cái áo dài em về Thành phố Hồ Chí Minh em lấy cũng được, hoặc là em ở Thành phố Hồ Chí Minh em đặt kéo dài em ra Đà Nẵng em lấy cũng được. Có nghĩa là nó có một cái hệ thống liên hoàn với nhau. Huế thì có gì đặc biệt thì người ta cũng đưa cái nét thêu đó vào áo dài, rồi Hà Nội có gì đặc biệt người ta cũng đưa nét thêu áo dài đó. Còn hà thậm chí nhiều khi người ta thêu cái hầu gươm, giống như nhiều khi người ta thêu cái đền, cái lăng của vua Tự Đức, hoặc là thêu hoa sen đó. Thì đó, thì đó là cái khác biệt mà ở đây hiện tại đang làm. Và chẳng hạn như là có những cái nè, cái áo dài em may ở đây là em đi chỗ khác là em muốn design giống vậy không được. Nhưng mà thiên về văn hóa của mình đưa văn hóa của mình vào chiếc áo dài. Chứ còn những cái đơn vị mà áo dài khác á, thì người ta cũng giỏi hơn mình nhưng mà người ta lại không có nghĩ rằng người ta đưa cái di sản văn hóa vô, mà người ta chỉ làm sao cho người khách cảm thấy đẹp thôi, chứ người ta không có đưa cái di sản văn hóa vào chiếc áo dài. Thì em có thêm một cái câu hỏi hơi khá riêng tư một tí. Có nhiều người nói chị là người rất là nóng tính. Như vậy thì khi mà làm kinh doanh như thế này thì cái nóng tính của chị nó có gây khó khăn như thế nào với chị không? Có chị em, cái nóng tính của mình nhiều khi làm, thứ nhất á, là mình nóng tính quá mình hay la thì nhân viên giỏi của mình sẽ bỏ mình đi. Thứ hai là mình nóng tính quá thì trong đàm phán mình không có khôn ngoan và mình cũng mất khách hàng. Thì từ cái chỗ đó thì từ từ thì mình có cái cách mình làm như thế nào để cho mình điều chỉnh lại, mình bớt nóng tính đi.
Hiện nay thì chị đang có những cái dự định như thế nào trong cái việc mở rộng thêm cái về thương hiệu không chỉ dừng lại ở Nhật Bản? Thì nói chung thế này, nói chung bây giờ cái ngành mỹ nghệ của mình á, thì nếu mà bây giờ em so với lại Philippines hoặc là Malaysia hoặc Thái Lan thì cái ngành mỹ nghệ của mình chậm hơn họ khoảng 10 năm. Có người họ bây giờ là mỹ nghệ kỹ nghệ rồi, còn mình bây giờ là mình còn thiên hướng về làm tay chân nhiều lắm. Nhưng mà cái đó nó cũng là cái đặc thù của mình. Thì hiện tại cái chuỗi sản phẩm của chị bên Nhật á, thì bây giờ vừa rồi là đối tác họ qua đây và chúng ta là chị với đối tác mới ngồi lại với nhau mới nghĩ rằng bây giờ để cái thị trường của mỹ nghệ Việt Nam tồn tại tại Nhật thì mình phải làm như thế nào. Có nghĩa bây giờ mình sẽ chuyển thành một cái công đoạn là toàn bộ là làm bằng tay hết. Ví dụ bên Thái Lan, bên Nhật đi chẳng hạn, người ta làm cái rổ đi thì có thể người ta làm, người ta chẻ may bằng máy, người ta làm bóng bằng máy, nhưng mà bây giờ mình phải chuyển mình làm bằng tay hết. Và mình không, đối với mỹ nghệ mình không nên bán cái số lượng lớn, mình bán số lượng vừa phải nhưng mà phải sắc nét, và cái quan trọng nhất là mình phải đem cái nét văn hóa vào mỹ nghệ đó. À, xin cảm ơn chị đã có những cái chia sẻ rất thú vị về cuộc sống riêng tư và những cái kỹ năng hay là những cái yếu tố đã giúp cho chị rất là nhiều trong cái việc kinh doanh, và cũng xin chúc những cái dự định của chị sẽ thành công, và đặc biệt là mang những cái nét văn hóa và cả những cái di sản của mình đến nhiều nơi nữa trên thế giới.